Chất vấn qua hệ thống iPad của Quốc hội, vì cái hệ thống điện tử thì vẫn còn có cái trục trặc về kỹ thuật, và các đại biểu Quốc hội sẽ đăng ký tranh luận bằng hình thức giơ biển như thông lệ. Và thời gian dành cho Thủ tướng còn rất ít, chỉ có 40 phút thôi. Và do đó mà đề nghị đại biểu Quốc hội là mỗi đại biểu cân nhắc chỉ chọn một vấn đề tâm đắc nhất, và đại biểu tranh luận thì cố gắng là cân nhắc khi thực sự cần thiết thì sẽ có cái tranh luận để nhiều đại biểu có thể thực hiện được cái quyền chất vấn. Phòng máy cho đại biểu đăng ký chất vấn. Ngọc Sơn, Hải Dương. Báo cáo thủ trưởng là nhập hết vào đây. Số 1 tổng Nguyễn Đức Thành. Trước hết xin mời đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Dương. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng Chính phủ, tôi xin gửi đến Thủ tướng Chính phủ một câu hỏi. Du lịch là một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch bền vững là yếu tố cần thiết để mang lại sự thành công cũng như lợi ích trong tương lai. Thời gian vừa qua, ngành du lịch đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế dẫn đến không khai thác hết tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường. Tôi trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết định hướng và giải pháp cụ thể trong thời gian tới, nhất là việc đánh giá tổng thể tiềm năng lợi thế hiện có và các giải pháp đảm bảo nguồn lực về tài nguyên, về vốn, về khoa học công nghệ, về con người và nguồn lực mềm, đặc biệt là hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ, khả thi. Xin cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Thanh Nguyên được câu hỏi. Đại biểu Dương Khắc Mai, Đắk Nông chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, tôi xin gửi tới Thủ tướng một câu hỏi. Cử tri và dư luận xã hội rất vui mừng vì ngay từ ngày đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chủ trương tập trung nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực bộ máy và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tuy nhiên, thực tiễn trong nhiều lĩnh vực vừa qua chưa thực sự đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Xin Thủ tướng cho biết nguyên nhân, định hướng và giải pháp cụ thể trong thời gian tới để thực hiện thành công chủ trương lớn trên. Xin cảm ơn Thủ tướng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đắk Nông nêu câu hỏi. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng. Trước tiên là tôi xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri Đắk Nông và của cá nhân tôi. Tôi xin gửi đến Thủ tướng nội dung sau. Tôi đánh giá cao về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong thời gian vừa qua và đặc biệt là thời gian gần đây đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thu hút nguồn lực, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đặc biệt là nâng cao vị thế uy tín của đất nước. Xin Thủ tướng cho biết định hướng chiến lược, nhiệm vụ giải pháp trong năm 2024 và trong thời gian tới để thích ứng với tình hình quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, bất thường và bất định. Thứ hai, cử tri thành phố Giang Nghĩa đã có nhiều lần kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan di rời đường dây 500 kV hiện đang đi qua chính giữa thành phố Giang Nghĩa ra ngoài thành phố để đảm bảo mỹ quan và tạo không gian phát triển cho thành phố, đảm bảo an toàn cho người dân ở thành phố này. Việc này đã được Trưởng ban dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị tại kỳ họp thứ 3 và tôi đã kiến nghị ở kỳ họp thứ 5. Tôi mong Thủ tướng quan tâm. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời Thủ tướng trả lời ý kiến của ba đại biểu đã chất vấn. Xin cảm ơn Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa các ông chí chủ trì, kính thưa đại biểu Quốc hội và các chủ trì cả nước. Về câu hỏi của đại biểu Ngọc Sơn Hải Dương về phát triển du lịch thì và định hướng giải pháp v.v. thì như chúng ta đã biết thì cái tài nguyên du lịch của đất nước ta thì rất là phong phú, cả về truyền thống, lịch sử, văn hóa, cảnh quan, rồi môi trường, đặc biệt là
có cái chiều dài bờ biển là trên 3.000 km, trải dài từ Bắc đến Nam. Rồi người dân Việt Nam thì thân thiện, mến khách, cần cù, yêu lao động. Thì đấy là những cái lợi thế của ngành du lịch của chúng ta. Chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước thì cũng đã có. Tuy nhiên là chúng ta cũng nhận thấy một cái thực tế là cái ngành du lịch của chúng ta thì cũng chưa phát triển tương xứng với cái tiềm năng, thế mạnh cũng như là cái mong đợi của đồng bào cử tri cả nước. Thế thì nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân thì đúng là đại biểu Sơn thì cũng nêu, tức là cái liên quan đến vấn đề về chính sách, về thể chế, về lãnh đạo chỉ đạo, về nguồn nhân lực, rồi bố trí quy hoạch để phát triển cái ngành này, cũng cái ngành mới nhưng mà lại có tính hội nhập cao, thì nó sẽ có những cái vướng mắc khó khăn, tức là có cả chủ quan và khách quan, nhưng mà theo tôi chủ quan là chính. Và thực chất khi đại biểu gợi ý những cái giải pháp thì chính là những cái nguyên nhân. Thì tôi đi thẳng vào một số cái giải pháp. Một là chúng ta triển khai hiệu quả các cái chủ trương của Đảng về cái ngành du lịch là một cái ngành kinh tế mũi nhọn. Cái thứ hai là cái thể chế hóa rồi cụ thể hóa cái chủ trương này bằng các cái luật pháp, và Quốc hội thì cũng có đã ban hành luật pháp, Chính phủ thì cũng có các cái nghị định, rồi các bộ cũng có các cái thông tư liên quan. Thì nói tóm lại là chúng ta phải triển khai có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cái ý thứ hai là chúng ta phải có cái lãnh đạo chỉ đạo tập trung để xác định rõ cái trọng tâm để chúng ta phát triển. Và cái thứ ba là phải có nguồn lực cho hạ tầng du lịch. Và cái thứ tư là phải có cái nguồn nhân lực đào tạo nó phù hợp đáp ứng cái yêu cầu hội nhập quốc tế. Và cái thứ năm là phải có cái, đây là một cái ngành kinh tế tương đối là nó tổng hợp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ và các ngành. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất thì tôi có thể trả lời như vậy. Với đại biểu Lâm Thành, Thái Nguyên, thì cái việc phân cấp phân quyền thì hiện nay như thế nào, nguyên nhân và giải pháp? Cái việc phân cấp phân quyền thì như các quý vị đại biểu Quốc hội đã biết thì chủ trương thì rất là rõ, chúng ta phải tăng cường cái phân cấp phân quyền để mà phân định rõ hơn cái trách nhiệm của các cấp, rồi phát huy cái tính năng động, sáng tạo, chủ động của các cấp. Thì đây là một nguyên lý là như vậy, tư duy phương pháp luận và cách tiếp cận là như vậy. Và chúng ta, chính quyền của chúng ta thì có chính quyền trung ương, chính quyền cấp tỉnh, chính quyền cấp huyện, chính quyền cấp xã. Thì còn ngoài ra còn có các cái cơ quan mà gọi là cánh tay nối dài. Như vậy thì cái việc phân cấp phân quyền là rất là quan trọng để chúng ta tăng cái tính linh hoạt, sáng tạo, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cấp. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy tức là cái việc phân cấp phân quyền này, rồi cái việc tổ chức thực thi là nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu, chưa đáp ứng được cái mong muốn của cử tri và nhân dân. Thế thì nguyên nhân là thế nào? Nguyên nhân một là chúng ta chưa thực hiện triệt để và thực hiện nghiêm túc các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai là các cơ quan ở trung ương, còn một số cơ quan đơn vị cũng chưa thực sự muốn phân cấp phân quyền trong quá trình xây dựng cái quy định của pháp luật. Rồi cái thứ ba là cái năng lực cán bộ cũng có những cái hạn chế bất cập, nhất là những cái việc lớn, việc mới chúng ta phân cấp phân quyền xuống thì cũng khó khăn. Cái thứ tư là cái việc đáp ứng các cái yêu cầu của người dân thì nó cũng liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành. Vì vậy cho nên là cái việc phân cấp phân quyền
cho đến giờ này có thể nói là chúng ta chưa đạt được cái yêu cầu đề ra. Còn cái giải pháp thì thứ nhất là chúng ta phải tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo, cái việc phân cấp phân quyền. Và phân cấp phân quyền thì đi đôi với phải phân bổ nguồn lực, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi nâng cao cái khả năng thực thi của cấp dưới, rồi hoàn thiện cái thể chế, rồi tiếp tục mạnh dạn, các cấp thì cũng phải mạnh dạn để mà thực hiện cái phân cấp phân quyền, tránh cái né tránh, tránh cái đùn đẩy. Thì đấy là cái đối với lại cái câu hỏi của đại biểu Lâm Thành thì tôi xin chia sẻ như vậy. Còn đối với đại biểu Dương Khắc Mai thì đối ngoại và hội nhập và định hướng của năm 2014 thì như các quý vị đại biểu Quốc hội, đồng bào cử tri đã biết, chúng ta đang thực hiện một cái đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Và chúng ta triển khai cái đường lối đối ngoại này thì chúng ta cũng xác định các cái thứ tự ưu tiên cho các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn. Và trên thực tế thì chúng ta vừa qua chúng ta cũng có thể chế hóa các cái chủ trương lớn của Đảng này và đã thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được cái hiệu quả rất quan trọng, có thể nói là cái điểm sáng như đồng chí Tổng Bí Thư đã nói trong Hội nghị Trung ương 8. Đây là một cái điểm sáng để tạo cái môi trường hòa bình ổn định cho phát triển. Cái thứ hai là thu hút cái nguồn lực đầu tư, bao gồm là vốn, là công nghệ, là quản trị, là đào tạo nguồn nhân lực. Và cái thứ tư là chúng ta góp phần xây dựng cái nền kinh tế độc lập, tự chủ, nhưng mà tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Và gần đây thì chúng ta đã và đang nâng cấp quan hệ với các nước và chúng ta đã đạt được cái kết quả, tức là gần như là chúng ta đã thiết lập được cái quan hệ đối tác chiến lược hay chiến lược toàn diện với 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, rồi 20 nước G20. Thì những cái nước này là những cái nước có vị trí vai trò quan trọng, có cái nguồn lực, rồi có cái công nghệ tiên tiến, thì chúng ta đã khai thác tốt cái vấn đề này. Còn năm 24 thì chúng ta sẽ phát huy cái năm những cái thành quả đã đạt được, thì chúng ta đang xây dựng cái chương trình đối ngoại, rồi cái hội nhập kinh tế quốc tế, rồi triển khai cái chủ trương của Đảng, của Ban Bí Thư về cái phát về kinh tế đối ngoại, vân vân, rồi huy động cái sức mạnh của kiều bào ta. Đối với lại cái việc di dời cái đường dây 500 kV thì cái việc này, cái việc nó cụ thể thì về nguyên tắc thì sẽ đã vướng, đã mắc thì phải tháo gỡ. Thì tôi đề nghị chỗ này thì giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng với lại EVN, cùng các bộ ngành có liên quan khẩn trương nghiên cứu đánh giá một cách nó chính xác, cụ thể và có cái giải pháp nếu cần phải di dời để đảm bảo cho sự phát triển thì chúng ta di dời. Xin hết. Xin cảm ơn Thủ tướng. Trước khi mời thêm các đại biểu khác đặt câu hỏi, tôi xin nêu lại hai câu hỏi của đại biểu trong các phiên trước thì có gửi đến Thủ tướng. Một là đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn thành phố Hà Nội, có đặt vấn đề là nhiệm kỳ này thì chính phủ trình